Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cuộc chiến không cân sức trong ngành ngân hàng Còn cưng được bồi bổ, còn ghẻ thì bị thít cổ Khi nền kinh tế tệ hại thì ngân hàng cũng khốn đốn theo Bởi nhiều doanh nghiệp mất khả năng trả nợ Thì nợ xấu của ngân hàng cũng vì thế mà tăng lên rất nhanh Trong cơn khủng hoảng chỉ có những ngân hàng vốn mạnh mới trụ nổi Còn những ngân hàng yếu thì sẽ rụng như sùng Nếu nói ở Mỹ, ngay ở Cục Dự trữ Liên bang cũng là của tư nhân thì ở Việt Nam khác hoàn toàn, ngay cả các ngân hàng thương mại thì nhà nước cũng chọc tay vào sở hữu, mà một khi nhà nước tham gia thị trường thì đấy là cuộc cạnh tranh không lành mạnh, còn cưng thì được bồi bổ. Hiện nay, bốn ông lớn ngành ngân hàng đều là doanh nghiệp của nhà nước, đó là Vietcombank Việt Băng, BIDV và Agribank. Bốn ngân hàng này thực tế là doanh nghiệp cổ phần nhưng nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ có thể nói đây là những ngân hàng không thể bị phá sản bởi nó là con cưng của chính phủ còn lại những ngân hàng tư nhân thì khác không được hưởng những đặc quyền đặc lợi ấy muốn là cổ đông của bốn ngân hàng lớn không phải dễ những suất đấy dành cho sân sau của các xếp bộ chính trị chứ tay ngang không chen vào được bởi nếu được làm cổ đông cho những ngân hàng này sẽ an toàn hơn những ngân hàng ngoài quốc danh rất nhiều vì nó được ưu tiên mà đặc biệt là ưu tiên về việc hỗ trợ nguồn vốn cho tới nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn còn dùng chính sách hạn chế mức tăng trưởng tiến dụng, tức là áp rồm tiến dụng, để can thiệp vào việc cho vay của các ngân hàng thương mại. Có nhiều ngân hàng thương mại bị ngân hàng nhà nước áp rôm tiến dụng một cách thô bạo. Họ nhận tiền gửi của khách hàng mà không thể cho vay vì cạn rùm. Vì vậy, họ đã cấu kết với các hãng bảo hiểm nhân thọ để lùa khách hàng qua bên bảo hiểm hoặc có ngân hàng cấu kết với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu lùa khách hàng gửi tiền vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp đầy cạm bẫy và rủi ro chính trò lùa gà này là điểm yếu chết người khiến cho chính quyền đã phải ra tay nếu không ngân hàng sẽ sụp đổ con ghẻ thì bị thít cổ hiện nay nhiều ngân hàng đang rơi vào tình trạng sống dở chết dở tuy nhiên đó chỉ là những ngân hàng tư nhân chứ ngân hàng thương mại có vốn nhà nước không bao giờ bị rơi vào thảm cảnh này việc áp rồm tiến dụng cho các ngân hàng thương mại cũng không công bằng với những ngân hàng có nguồn vốn nhà nước bao giờ cũng được nối rôm để họ khai thông đầu ra dòng tiền cho vay. Còn với ngân hàng tư nhân, room cho họ rất hẹp nên dòng tiền cho vay bị nghẽn và vì bị nghẽn nên họ mới tìm cách lách luật. Họ lùa ga của họ vào bảo hiểm, vào trái phiếu và thế là họ bị đập tàn. Nói tóm lại, bóp nghẹp ngân hàng cũng là cách nhà nước ra tay đánh cho sụn lại. Đó là chiêu trò của nhà nước mới đây ngân hàng nhà nước phối hợp với các cơ quan thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ trong nhóm 4 ngân hàng việt tin việt Com Bang, bidv và agribank trong khi đó bốn ngân hàng tư nhân chịu không thấu chính sách room tiến dụng đã phải ngã gục đó là bốn ngân hàng yếu kém thuộc diện kiểm soát đặc biệt bao gồm ngân hàng đông á và ba ngân hàng không đồng khác khi các ngân hàng bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt thì xem như những cổ đông của họ có khả năng mất trắng tiền đầu tư bởi ngân hàng nhà nước chỉ đạo đảm bảo an toàn tiền gửi cho khách hàng mà không đảm bảo giá trị cổ phiếu của những ngân hàng này. Năm nay, ngân hàng nhà nước tiếp tục quăng thẳng lọc. Mới đây, bà Nguyễn Thị Hồng, thống đốc ngân hàng nhà nước nói rằng, ngân hàng nhà nước vẫn cần duy trì công cụ hạn mức tín dụng, nghĩa là trò chơi quăng thẳng lọng, thít cổ các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục. Có thể năm nay sẽ có thêm một số ngân hàng tư nhân rơi vào tình trạng khốn đốn như bốn ngân hàng đã bị đưa vào diện đặc biệt khi các ngân hàng tư nhân gục ngã thì thị trường tài chính sẽ rơi vào tay các ngân hàng thương mại có vốn của nhà nước. Khi đó, cuộc chơi trên thị trường vốn, vốn không cân sức, lại càng mất cân bằng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Cuộc chiến không cần sức trong ngành ngân hàng, còn cưng được bôi bổ, còn ghẻ bị thít cổ. Phan đoàn mãi giam không án đối với Nguyễn Phương Hằng đến bao giờ đây Báo chí vừa đưa tin bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm thì bất ngờ, toán nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại quyết định tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng mà không nói rõ lý do. Bà Nguyễn Phương Hằng bị truy tố theo khoản 2 điều 331 tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Không hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Đây là một điều luật mơ hồ, vô lý vốn trước đây thường hay được sử dụng để chống lại giới bất đồng chính kiến của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã lý giải cho quyết định này một cách rất buồn cười rằng bà Nguyễn Phương Hằng thuộc trường hợp tội phạm nghiêm trọng nên tòa án sẽ kéo dài thêm 2 tháng tạm giam đối với bà Hằng. Đây là một lý do được cho là không thỏa đáng và hết sức đáng ngờ lại gia hạn tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Được biết trước khi bị Bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh ập vào sám xét nhà và bắt giữ chỉ có 2 ngày, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream nhắc đến tên của ông chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong livestream bà Hằng kể lể công ơn giúp đỡ ông Phan Văn Mãi, thời ông còn làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre và trách mắng ông là người vô ơn, thiếu đạo đức. Theo thông tin nhận được, bà Nguyễn Phương Hằng nói đến người này thì lại lòi ra người kia, làm cho những quan chức từng tiếp xúc với bà phải lo sợ. Ông Phan Văn Mãi là người quen biết với ông Thầy Lang Võ Hoàng Yên Chính ông Võ Hoàng Yên đã giới thiệu vợ chồng Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Vương Hằng với bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre lúc đó là ông Phan Văn Mãi. Nhờ vào mối quan hệ đó mà vào tháng 3 năm 2020, ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương đã cùng vợ là giám đốc điều hành Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc điều hành công ty đã xuất tiền túi ra xây dựng, lắp đặt hàng loạt hệ thống lọc nước rô thẩm thấu ngược theo tiêu chuẩn của Mỹ cho dân thiếu nước sạch tại tỉnh Bến Tre. Mối quan hệ này sau đó đã vượt ra ngoài giới hạn, bà Nguyễn Phương Hằng được cho là đã biết một số mặt tối của ông Phan Văn Mãi. Khung hình phạt chỉ từ 2 đến 7 năm mà xem là tội phạm nguy hiểm. Ông Phan Văn Mãi có khuôn mặt giống cố thủ tướng Phan Văn Khải như đúc, mặc dù trên lý lịch hai người này không có quan hệ huyết thống. Và điều đặc biệt là ông Phan Văn Mãi có thể được cơ cấu vào Bộ Chính trị trong tương lai không xa. Nếu có thông tin gì bất lợi, có thể lường công danh sự nghiệp của Phan Văn Mãi sẽ bị dụng giữa chừng ông Phan Văn Mãi bị giới chức trong bộ máy chính quyền thành phố cho rằng ông này thủ đoạn hơn người, lạnh lùng và có phần bất chấp. Đất Sài Gòn chỉ là nơi mà ông Phan Văn Mãi dùng làm bàn đạp để mà tiến xa hơn. Chưa có ai dám động chạm đến ông Phan Văn Mãi, trừ bà Nguyễn Phương Hằng và bà đã phải lãnh hậu quả. Việc bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng cho đến nay đã gần 14 tháng và đã qua rất nhiều lần gia hạn tạm giam. Việc tòa kết án sẽ có thời hạn mãn án, còn nếu cù nhầy lấy lý do này đến lý do khác để mà giam bà nguyễn phương hằng thì điều này cho thấy nó không bình thường chút nào phải có bàn tay nào đấy can thiệp vào phía sau chẳng ai thấy bà nguyễn phương hằng là nguy hiểm ngoại trừ ông phan văn mãi vụ án bà nguyễn phương hằng nhìn bên ngoài thì có vẻ như là chuyện thị phi cãi vã nhau và tố nhau ra tòa tuy nhiên bên trong của nó thì không hẳn là như thế có vẻ như có người muốn bịt miệng bà nguyễn phương hằng thì đúng hơn bởi bà hằng chỉ tố ông võ hoàng yên nhưng rồi những nghệ sĩ có quan hệ với võ hoàng yên đều lần lượt bị lột mặt nạ vậy những ai đang có mối quan hệ đặc biệt với võ hoàng yên mà chưa bị rơi mặt nạ thì ắt họ không yên tâm nếu để bà phương hằng tiếp tục bặc phốt việc giam giữ chờ xét xử đối với bà phương hằng rồi cũng đến ngày kết thúc một số nhà quan sát đang chờ xem chính quyền tp hcm đang diễn ra trò gì với bà nguyễn phương hằng những kẻ mà có phốt bao giờ cũng rất lo sợ và họ hành động nhiều khi không sáng suốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin phan văn mãi giam không án với nguyễn vương hằng đến bao giờ đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. trung khoa thời báo .de